Hội nghị quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam do Cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương phối hợp với Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc FAO vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam đang duy trì mức tăng trưởng khá trong nhiều năm liền, riêng nhóm hàng rau củ quả đang có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ với kim ngạch xuất khẩu năm 2017 dự kiến sẽ đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, một số ngành như là sữa, đồ uống, bia rượu cũng đang được dự báo có thể tăng trưởng hơn 10% mỗi năm trong thời gian tới. Tuy nhiên, công nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Áp lực cạnh tranh cao và ngày càng gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài và đòi hỏi hàng hóa của Việt Nam phải đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về mặt kỹ thuật, an toàn thực phẩm, hình thức mẫu mã trong quá trình hội nhập quốc tế. Thực phẩm được xác định là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu, tạo công an việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và phát triển kinh tế xã hội vì vậy để duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và phát triển ngành công nghiệp này một cách bền vững các cơ quan quản lý và doanh nghiệp phải phát triển thị trường thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng và phát triển thương hiệu từng bước gia tăng giá trị xuất khẩu của thực phẩm việt nam trên thị trường thế giới